luôn bằng điện thoại. Ở trong đây là bán bao nhiêu tiền một anh để cho nó là 80.000, còn nó đi ship cho người ta là 100 với 120 tùy theo xa rồi. Là đúng hàng rụng thôi, còn không có hàng thuốc. Nó là như vậy này, tức là không có tí thuốc này. Cứ dùng của mình lấy, không đi hái. Đúng rồi, không được hái. Hái nó không ăn được. Ấy, nhưng mà em cứ tưởng là sầu riêng bình thường là em hái á, em hái là em phải nhúng thuốc. À, thì ăn được, ngâm thuốc. Đúng rồi, ngâm thuốc thì mới ăn được. Còn cái này là thế, nếu mà như thế thì ra ngoài Hà Nội chắc là toàn nhúng thuốc hết. Toàn thuốc, toàn sầu riêng thuốc nha mọi người nhé. 100% luôn chứ. 100%. Đừng có nói nhiều, 100% luôn. Hello ạ. Bây giờ là ngày thứ mấy của anh em mình bây giờ? Anh em mình phải đi xuống chỗ, đến chỗ như nhà anh này chơi. Xong rồi là chiều nay là đi về nhá mọi người nhé. Xuống chỗ anh Giang gọi là cái gì, Lăng Xê nhỉ? Lăng Xê đĩa. À không. Bậc thầy Lăng Xê à? Chuyên gia dọn rác. Chuyên gia dọn rác. Anh chờ em ngay đây. Anh em mình bây giờ bắt đầu rồi thu dọn đồ để rời khách sạn về, bắt đầu chuẩn bị chiều nay sẽ về cập bến Ba Vì nhá. Đấy. Máu lệ vẫn còn bộ cần câu cá lăng à? Cá trắng. Ơi, đó đi dọn đồ thôi. Bây giờ anh em mình sẽ đi. Đi ăn xong. Đi đây nhá. Quay vô khám phá. Tí nữa nói. Lên đây khám phá. Tít anh đang dọn đồ cho Mao Đệ đây. Đi tận vào tận Tây Nguyên, ven tận từ ngoài vào đây câu cá này. Sân voi. Sân voi. Cắt móm đúng không? Vâng. Cắt móm. Cắt móm. Ai dọ. Cắt móm siêu thành công. Rồi đi rồi. Hết công khô. Công khô. Lên được. Trên tay mình đang cầm 4 tỷ. Đây còn 4 tỷ nữa đây mọi người nhá. 8 tỷ. À, 8 tỷ, anh em mình sẽ cầm 8 tỷ này về Ba Vì nhá. Đi đâu là cái nhỉ? À, trên đường về thì anh em mình có làm tí gọi là đây gọi là 4 tỷ. Như ở ngoài, như ở ngoài mình gọi là chắc kịch chắc tung. Như là gì nhỉ? À, tính nước ở nhà đây. Hôm nay ngày bao nhiêu đấy? Hôm nay là ngày vé này vé ngày bao nhiêu đấy? Ngày 13 tháng 9. Đó, ngày 13 tháng 9 đây. Đấy. 407022. 2 tỷ, 4 tỷ, 6 tỷ, 8 tỷ. Đây là 8 tỷ thì mấy anh này sao mỗi người thì 4 tỷ nữa. Đâu mấy anh đằng sau có đâu, có mỗi anh em mình kia thôi. À, à còn anh Trương cầm 4 tỷ nữa. Đạt 2 tỷ. À, đạt cầm 2 tỷ nữa à? Ôi. Thế là anh không cầm tỷ nào à? Có, cầm rồi. anh Vượng anh đổi thành đổi 4 tỷ lấy 2 tờ giấy rồi. Và anh em mình ngày 14 anh em mình sẽ lại bay vào trong Lâm Đồng để vào Tây Nguyên để gì nhỉ? Tiền Giang. À Tiền Giang để linh mỗi người 4 tỷ. Phải vác ô tô đi kéo, phải vác đi xe bò. Một chúng qua anh em mình phóng xe bò từ ngoài kia vào đây đi phượt dọc đất nước. Đúng bằng rồi. Xe bò. Phải đi bằng xe bò, xe trâu. Đấy, xe bò chở tiền về Ba Vì. Anh em mình đã đến nhà của ông Hoàng Lăng Xê rồi nhá. Ui. Mọi người biết quả gì đâu. Thì nữa anh em mình sẽ chơi cái món sầu riêng nướng em như nào nhá. Đây, lần đầu tiên mình nhìn thấy cây sầu riêng này. Đấy. À, ra anh nhá, ông Hoàng Lăng Xê. Đây. Chuyên gia dọn rác. Đây. Anh vô thử vỗ xem nó có kêu không. Thế này quả này thăm thế nào được nhỉ? Lấy dao gõ. À lấy cây gõ. Lấy cây gõ. Vỗ vít rồi vỗ. Có quả bị nứt rồi kìa. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cây sầu riêng. À nhưng mà rồi đấy. Đấy. Đây. Ôi đây. Đây là sai đất thì dùng hết của anh Giang. À, tí nữa vào để nướng nhá. Vâng. Ê, okay. Anh ơi, tí nữa làm món sầu riêng nướng đây. Ok. Đi
chỗ này em thấy một cái quả gì đấy. Anh ơi, chỗ này em thấy có quả. Quả gì? Quả gì chín đỏ này? Quả là quả gì đấy? Quả này như quả cà ấy. Quả này quả gì? Cà chua. Cà chua. Đây này, đây này, đây này, mắt đây, đây trên này. Không, quả này mới đỏ. Như là không phải quả chua đâu. Cái á. Quả này quả cà thì nấu. Nhưng mà quả đen không ạ? Quả đen á, cái quả mà nó chín nó đỏ mỏng ăn có được. Để trên đó thôi, che mệt lắm. Quả đỏ mỏng anh ra. Đó, đấy, đấy, quả nó mềm á, nó bóp nó mềm mềm á, ăn được. Ăn được. Vị thế nào? Thơm thơm. Chát hay chua? Hay ngọt? Hơi chua chua. Đây như kiểu miệt vườn đấy mọi người, tí lên trên cao cho mọi người xem xung quanh khu vực này luôn. Sầu riêng khá là nhiều. Ăn cái gì đây em? Quả này cứ thế gặm thôi, như quả chín là gặm thôi. Ăn nó kiểu gì ấy? Quả chín đen. Ăn cho biết nha. Sầu riêng ăn cả vỏ luôn hả? Có để thăm sầu riêng đấy. Để em đi thăm sầu riêng nhé. Dung. Dung. Mày cho mày mày cây dưới này không? Chứ cây phải cây già cơ, mấy cây dưới này nè. Để tí nữa anh ăn chị với mày búng. Búng. Em muốn cái quả này. Gõ. Bố ơi, lấy tay vào bố. Mày chẳng ngọn, mày chẳng hẳn lấy ngọn cho mày dung cho anh. Chị có kêu thế nào ạ? Không, phải lấy cái gì? Cái gõ mới được. Ví dụ lấy cái dao đây, gõ cho mày nè. Cho em mượn con dao đi. Quả cà gì ấy anh ạ? Ăn nó kiểu vị kiểu gì ấy? Kiểu gì? Nó hơi chua chua mà hơi chắc chắc. Không không chín đâu ấy là chỉ mau để là tập leo lên cây kia ha. Quay cây này cũng nhiều này. Sai nhở? Cái này cũng quá sai luôn. Cây nào cũng sai. Cây này cũng sai này. Ở cây kia không có quả. Trong cái nhà lượng mau đệ. Sầu riêng. Tí anh em mình sẽ làm món sầu riêng nướng. Mau đệ. Thì nó xuống kia tao làm một sầu riêng nướng nhé. Mau đệ đang háo hức món sầu riêng nướng mọi người nhá. Chắc thử mất đấy. Khổ quá. Cắt ra dày xong ăn nè. Lấy cái muỗng múc trong ăn bảo phở. Cắt ra lấy cái muỗng múc bên trong á. Múc trong đêm còn, còn nếu mà ấy là mình ăn dày nè. À. Nếu mà ăn mấy anh em ăn cả vỏ. Ngon, ăn vỏ. Mẹ ơi, mẹ thử. Đây là quả, không biết là cái quả gì. Nè, bóp cái hộp thôi. Ăn nó ngon. Cái này là chứ xấu. Nó chua chua, nó... Chê gọt gió này. Đấy, ăn cả vỏ với em, ăn nó chắc chắc. Ai bảo anh ăn vỏ? Ăn cả vỏ. Ai không để bụng ăn sầu riêng nướng à? Tí nữa, ăn cái này đã kiểu quá. Đây bạn cây ra gọt gió nha. Bữa chả ba nữa đó. Đi khéo đó. Đi khéo. Nhìn từ trên này à. Sầu riêng bạc ngàn luôn. Cứ ăn đi rồi tao tính tiền sau. Đó, chuẩn bị trả tiền. Ăn đi không trả tiền nhá. Anh em là tôi lấy gì mà vẻ là tôi lấy tiền. Đây. Cây tay đèn cửa. Đó. Có quả không? Có đây này, hai quả. Đó. Đây á. Ờ, cây dâu tây mọi người. Đây, quả nó này. Hôm nay anh em mình định vào vườn dâu tây để chơi đấy. Nhưng mà nó mưa mất, thế là anh em mình lại phải chạy luôn. Đây. Hả? Đâu? Mau đệ ăn dâu tây, mau đệ ơi, ăn dâu tây không? Đấy, gặp luôn đi. Mày đang ăn kia mà đưa tao ăn ra. Để cây cả ăn luôn. Đưa cả tao. Đây này. Đây đây cơ. Ê, ừ. Đây này. Bỏ hạt ra. Có mỗi quả chín nó ăn mất rồi. Đây này. Tao có giỏi đấy. Ngọt đấy. Còn này thối. Còn này thối. Rồi. Cây dâu tây. Mời mọi người nha. Ơi. Coi. Đấy. Thử không? Thử ăn rồi. Thôi để cùng ăn cho. Ừ, con ăn đi. Ăn sầu riêng à? Có tay đâu. Đây, còn mỗi nửa quả thôi. Một nửa
phải khối không? Ừ. Ngọt lắm. Ăn không? Ủa, ăn cả luôn. Đây là bữa cơm của ông Hoàng Lăng Xê chuẩn bị đãi anh em mình từ sáng nha. Anh có điều gì muốn nói không? Đây, dô giòn rán giòn. Dô giòn rán giòn. Gà rang gừng. Lại ở dưới đây một hốc nữa. Nộm mà nộm nộm gà. Anh nộm cả ngon lắm mọi người. Đây mọi người nhá. Nhưng như thằng này là chưa chín này nó khác này. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy không? Phải có... Nhưng mà cái giấm này nó khoái lắm, cái giấm này nó. Chín là như nào anh? Đây nè, nè nó, nè. Đây, chưa chín. Đâu, đấy mà... Không, chưa chín nè. Đấy mà... Còn chín là nó bịch. Nó, cái tiếng nó bịch bịch này. Đây, 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 cái thơm sầu riêng nhá. Ờ, nè, bịch đây. Nè, bịch nè. Đừng có khui. Mày phải lấy cái đầu mày đập rồi mới biết được. Anh chín rồi, chưa đi. Mày đập vô mà nó chảy máu á, là nó chín. Nó không chảy máu là nó chưa có chín. Đó, muốn biết rồi, đập vô. Là bịch 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 cái đầu này mà gõ đưa nó sầu riêng vô là nhất luôn á. Cái này cắt có thích đúng không? Cái giống này nó dài lắm. Anh mày chơi uyên xì thảo này không? Thảo đâu? Cho vào đầu gõ. Mỗi người bảo một cái. Chơi luôn. Mày gõ trước. Gõ xong nhận thua. Gõ xong nhận thua. Lấy cái mẫu chắc là giờ anh em mình chuẩn bị phải ra máy bay thôi, gần đến giờ rồi. Định là sẽ xuống dưới này kiếm một quả sầu riêng để nướng đấy, nhưng mà chắc là không kịp thời gian đâu mọi người ạ. Thôi bây giờ khả năng là đây mau đệ ơi. Ra bứt lấy hai trái non về đút vào ba lô về để mai hầm xương. Không. Hầm chân giò ăn ngon lắm anh bảo. Ơi. Điên à? Mấy anh bảo thế mà ấy. Bị lừa. Lừa cái gì? Thật. Tự nhiên mang hai cục gai vậy. Chả làm gì. Thật mày trèo, mày trèo lên lấy đi. Mang hai cục gai à? Ấy, bảo thật mà. Lúc này xin anh Giang rồi. Kiểu, bây giờ phải luyện tuyệt kỹ giống kiểu mấy người chuyên đi lấy cho riêng này. Lấy công cái khăn này, vẩy rồi đấy, được rồi. Đấy. Ok không? Anh Giang cho lấy em cái khăn. Thôi thôi, bây giờ. Bây giờ vẩy làm cái gì? Bây giờ treo lên lấy hai trái non về để kia. Giờ anh Huệ nhặt thêm bao nhiêu vậy? Để em. Khó để em. Bình thường nó dụng nhiều này mà không ăn hết thì làm gì được. Hả? Bình thường nó dụng nhiều này không bán. Nhặt hết bán chứ. Bán chứ. À, mau để chào nhưng mà trái nào thì hầm xương được anh. Cái này già rồi, cái non để tí lấy cái còn kia. Vì nhiều cái này ăn hết thì quái được. À đấy tí sẽ sang bên đây lấy nhá. Bán 80 nghìn một cân đấy. Nhiều này ăn hết làm sao nổi. Lâu mấy khi mà xong bổ hẳn đây. Ê, ui, em cắt bít đấy. Ủa, nó nát rồi. Ngon. Ui, cái này lấy một quả đi nướng này. Cái quả này vàng hết rồi. Đây. Đấy, quả này ngon này. Đây. Đây, mau đây. Qua đây. Đây. Ngày trước mình không ăn được sầu riêng đâu nhưng mà bị đầu độc. Nó vàng quá, có vàng quá hả? Bây giờ lại thèm. Cái giống này nó phải đây, giống này siêu ngon luôn. Quả này rất là ngon nha mọi người nhá. Nó chín gọi là quả này ngon. Ừ. Ăn ship đi Hà Nội là 120 nghìn đấy. Đấy. Siêu ngon hả? Ừ. Anh em Hà Nội đó là. Ý anh là nào? Anh em có tiền à? Không. Ý là nói chuyện này. Có tiền. Đây. Ui, vàng khề. Mà làm sao tách được nó ra? Thôi được. Thôi ngon lắm. Chung thì nhìn còn gặp cặp với đó. Không, cái này ngon này. Cái sờ đó nó không có ngọt nhưng mà nó béo. Cái này là béo. Nó béo. Ủa, em lấy cái mũ rồi ơi. Mũ mập cái tay em cầm này. Gõ bịch bịch chưa? Có rồi, quả này chín. Nó đúng chín thì đang ngon ngon, quả này ngon. Thế ra thị trường không có sầu riêng này đâu nha mọi người nhá. Đây sầu riêng chín cây. Thiếu canxi mà nghe nó nước bỏ. À cái nước nó hái về xào được đấy. Tiếng mà. Cái nước nó tết sầu riêng chín cây này. Vâng. Đẳng cấp lắm. Lại nhỉ. Nhà anh ấy có mỗi 150 cây sầu riêng thôi mà. Ít mà. Mà cây nào cây chúng mình mỗi cây là 70 quả. Cây này 92 trái này. Đâu ạ? Cái này 92 quả.
quả quả trung bình 2 kg thì 92 là gần hai tạ 16 triệu một cây. Mọi người nhân với 100 đi. Tính trung bình là 80.000, nó nghĩ là bình thường đấy, là 80.000 là bình thường. Cho nhân 100 rồi cho dễ nhân đi. Anh có con bạn học, nó bán hàng online á, nó xuống nó thầu hết rồi. Nó thầu hết, tức là anh không có bán đâu. Trùng cái nào anh gom hết để em đóng nè. Điện xuống rồi chở đi. Nó căng bao nhiêu tiền, nó bao nhiêu ký đâu đưa tiền, nhưng mà nó chuyển luôn bằng điện thoại. Ở trong đây là bán bao nhiêu tiền một anh để cho nó là 80.000, còn nó đi ship cho người ta là 100 với 120 tùy theo xa gần. Là đúng hàng rụng thôi. Chứ còn không có hàng thuốc. Nó là như vậy này. Tức là không có tí thuốc nào. Cứ dùng thuốc mình lấy không được. Đúng rồi, không được hái. Hái không ăn được. Ấy, nhưng mà em cứ tưởng là sầu riêng bình thường là em hái á, em hái là em phải nhúng thuốc. À, cái phải ăn được, nhúng thuốc. Đúng rồi, ngâm thuốc thì mới ăn được. Còn cái này là thế, nếu mà như thế thì ra ngoài Hà Nội chắc là toàn nhúng thuốc hết. Toàn thuốc hết, toàn sầu riêng thuốc nha mọi người nhá. 100% luôn chứ. 100%. Đừng có nói nhiều, 100% luôn. Cái trái nào mà để ăn không có cái trái nào rụng đâu, cái gì rụng là rụng là chuyển sang Hà Nội là nó rụng nó ăn hết ở góc rồi. Rụng nó ăn hết ở góc rồi là kịp đi. Cái này là ri sấu này, cái này ri sấu nó cái màu nó không đẹp nhưng mà ở ngoài Hà Nội toàn ăn hàng thuốc thôi, nhưng mà hàng thuốc còn béo ngon. Điểm, ngọt béo. Nhưng mà không ngon bằng trái vàng thì đúng không? Trái vàng thì cái vàng là không, ngoài thị trường không có. Chỉ có mình anh bán, giống anh đâu có cho cái cành đâu. Cây sầu riêng anh không có cho cành là cái cành. Bao bán sầu riêng nhưng mà không bao giờ bán cái cành này. Cành này không bao giờ bán. Nó thiệt luôn, anh đi khắp Việt Nam đi. Không bao giờ tìm được cái giống này. Không có này, không có bạn ạ. Tại vì cái giống này biết sao không? Là hồi xưa ông thầy cái chủ trước á, ông thầy chùa không đi Malaysia, ông đi ngóng em trồng. Vâng. Giờ ta độc quyền. Thằng đấy. Sầu riêng vàng. Không, Úc Thủy. Tên của nó là Úc Thủy. Úc Thủy. Úc á. Úc ấy chứ. Người Úc người cuối cùng. Không. Cái giống này nè. Còn cái này thì nó nhiều. Cái ri sấu này thì nhiều. Ri sấu đây nè. Ri sấu ăn này nhiều. Cái quả. Ui. Ri quả vàng này là vừa ăn cơm xong cho nên là rất là ngon. Em thấy em cắt cái sầu riêng vàng nó cực khổ không? Có cái sầu riêng nào mà cắt được như vậy đâu? À cứng à, cái lúc anh bổ như bổ mít đấy. Cái màu này với màu kia phải không? Màu đây. Tức là có hai loại sầu riêng nha mọi người. Sầu riêng vàng chỗ anh Giang này là độc quyền. Úc Thủy không có. Úc Thủy em có đâu, ngoài thị trường có cái hãng như thế này. Đây là cái sầu riêng loại kia đây đúng không? Cái này là 6. Cái sáu ngoài thị trường nhiều. À cái này thì thị trường nhiều, lúc nãy mọi người nhìn là lúc nhưng nãy quả cái trái kia là vàng ở trong nó vàng he, ăn nó rất là béo nhá, béo hơn loại này nhiều chứ. Nó vàng ươm. Còn cái này thì cũng ngon chứ, cái này đi sáu. À mau đây đi, chảy hai quả kia đem lên máy bay. À quả xanh nó không có mùi lắm nên đem theo máy bay được nhá. Anh em mình mang hai cục gai về để nó bền bạn. Hai cục gai về để nấu với xương. Đây chờ nó có chừng nó gãy nhánh nó rớt mà xuống luôn á. Rớt mà xuống là lăn hồ là cá nó ăn mà luôn á. Lấy cái liềm. Lấy trái nó to nó mới lấy mau đệm mau ca. Dạ. Lấy cô liềm. Trái to là lấy trái bánh tẻ. Bánh tẻ to mà non. Kiểu non mà. Bánh tẻ là ở cái trái mà cái gai nó chưa có nứt. Gai nó gai nó còn dài á. Nhưng mà hình như phần lớn ở đây là già hết rồi. Đây này. Ok, lấy cái bánh già cũng được không anh? Bên này. Già nó cứ sao nó chưa chín là được. À, nó chưa chín. Chưa chín là được. Đúng rồi, chưa chín là được. Hay là non hẳn? Không, non hẳn thì không ngon. Non hẳn không ngon ạ? À? Non hẳn nó ăn giỏ lắm. Ăn không ra gì luôn á. Thì lấy mấy trái. Ok. Mẹ. Không, đừng lấy trái đó. Không, em vặt được. Mình phải vặt sầu riêng bằng tay nó mới. Vặt thì vặt quả đeo cộng thung kìa. À, quả đấy á? Ờ, một quả đó. Còn quả nào nữa? Cứ xuống đi, chỉ thôi. Vặt luôn mấy quả nứt luôn. Ông quả nứt lên chi? Đó lấy quả đấy là bánh chè là ngon, nhiều muối, nhiều muối. Này đúng không? Đúng rồi. Còn quả nào nữa? Anh cứ chỉ nhé. Để thôi. Anh.
gai nó hơi đấy. Quả nơi này. Quả này, quả này. Mình sẽ thử bứt bằng tay nhá. Mọi anh ấy bảo là lấy liềm mà bứt nhưng mà ảnh được đấy. Chẹo lên luôn. Cho gãy cành. Vâng. Nhìn. Gãy cành người ta buồn lắm. Nhà vườn rất buồn lắm. Anh Giang là buồn nhất là anh Giang. Đúng rồi, buồn nhất là anh Giang. Cái gai nó rất là đấy nhá. Vặn. Vặn như vặn mít á. Không, em cầm giật. Ờ đúng giật thế cũng được. Ấy, đơn giản. Vứt xuống này. Ờ vứt xuống, vứt xuống luôn. Nó có dập không? Không dập cho được. Em thì à, còn quả nào nữa? Còn dưới đúng không? Muối lên đây này này, nếu em chọn thời riêng cứ phải chọn muối lên đây này thì nhiều muối, nhiều muối. Dạ. Em có biết gì đâu, sầu riêng thì biết là có bao giờ nhìn thấy cây sầu riêng bao giờ. Lỡ. Cái này thì à, cái dưới này thì không phải leo trèo. Đây rồi. Đấy. Mấy quả? Sao phải đỡ nó này, nó kiểu nó sợ gió nó rụng. Rụng à? Ừ. Đỡ thì phải đỡ hết mấy nhiều cua kia mà. Đâu, những cái trái đấy nó còn non nó chưa ấy được. Trái đấy thì không bao giờ nó gãy cành. Bạn ngược, bạn ngược lên, bạn ngược lên. Không không đấy nữa. Dễ rơi nhở, dễ rơi thế. Thế này gió nhẹ cái khéo rơi mới hút luôn. Thôi, đây là hai quả mình sẽ mang về Ba Vì nhá mọi người nhá. Đấy, theo như anh bảo là sầu riêng nên chọn cái trái nó này bốn góc ạ, bốn góc, bốn múi này nó nhiều múi ở trong. Gọi nhiều múi hoặc nhiều, gọi nhiều cơm. Đấy, rồi đi. Ở đây ơi. Rồi, hai cái rồi. Okay. Đó, cái rút là ba lô là được anh nhỉ? Chơi hay quá cây gai. Cái rút. Máy bay nó đâu cho trèo lên cho bỏ vô đâu. Sao cái này chưa có mũi? À sao thì không không. Đi gửi. Đi gửi, đi gửi. Mau mẹ ơi. Đấy, tí gửi được à? Xong đi đấy. À dạ vâng. Lấy tí lấy cái này. Đấy, lên đấy gì ấy? Bắn lại xong lên xuống dưới đó là nó có một cái lọ ni lông nó bắn lại mình đó. Mẹ em cứu đi, mẹ em cứu đi. Cường hai quả. Nhiều quá, sắp sợ rồi.